Xin chào anh em, đã quay trở lại với kênh bán đồ nghề Nhật của em. Em lên mấy món đồ nghề. Đây là cái video thứ 13 của em. Anh em mua hàng thì liên hệ số điện thoại của em 0334 830 843 hoặc là kết bạn với Zalo số điện thoại đó luôn. Đây, món đầu tiên là một bộ dũa của Nhật. Bộ ba cây dũa. Dũa sắt nha anh em. Dũa sắt của Nhật còn mới chưa sử dụng. Đây, chiều dài là 20. Bộ dũa sắt. Có mã là 1301, giá 200.000. Đây là cái cưa cành, cán gỗ, lưỡi còn rất là bén luôn, rất bén, đã xài rồi nhưng mà lưỡi còn rất là bén. Kích thước là 25 cm, lưỡi 100, lưỡi 20 cm, lưỡi 20. Đây, hàng nội địa Nhật, cưa cành cán gỗ có mã là 1302, giá 200.000. Tiếp theo là một cái chân đèn. Đây là cái chân đèn, để mình gắn lên cái đế sắt nha, gắn lên bàn sắt. À, nó có từ bên trong đây, ví dụ em bật từ lên nha. Đây là chưa bật từ nè, nó chưa có hít nè, bật từ lên nó sẽ hít rất là mạnh luôn, rất là mạnh luôn. Hít vô cái bàn bằng sắt để mình làm cái chân đèn. Đây, cái này cái vỏ nó hơi bung ra tí nhưng mà không có ảnh hưởng gì hết. Bật tắt nè, nó quay được mọi tư thế. Cái chui đèn nó không có bóng nha anh em, về mua bóng gắn vô, với lại đi nối cọng dây này ra cái chui là xài. Đây có công tắc nè, công tắc vận nè. Cái chui đèn này, chui đèn không dụng nè, chui E27 á. Nè, tổng chiều dài của nó là 39 cm. Chân đèn có mã là 1303, bán 300.000. Đây là một cây dũa, cây clip dao nha anh em. Clip dao giống mấy người bán thịt ngoài chợ á, họ lấy dao, nhưng mà cái này là hàng 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 nội địa Nhật. Đây là hàng Nhật còn mới luôn, chưa sử dụng. Cây lít dao kích thước đây 30. Cây lít dao có mã là 1304, giá 200.000. Tiếp theo là một cái hộp gỗ, nó có mấy cái con hộp gỗ của Nhật nè, có mấy con linh vật, có chuông này,
linh vật bằng gốm nè, bằng gốm của Nhật á. Đây con ngựa, đây là con khỉ, con rồng rất là dễ thương. Còn đây là con cừu, con dê, con cừu. Đó 2 4 5 con trong một cái hộp gỗ của Nhật. Cái hộp này có mã là 1305, giá 300.000. Tiếp là một cây hước cây Eke gốc vuông của Shinhwa. Shinhwa. Đây, có hình long phụng nha. Nó khắc cái hình chim phụng với con rồng. Eke vuông 15 cm, có mã là 1306, giá 150.000. Tiếp theo là một cái đồ thủ công của Nhật nữa, đồ làm thủ công nè, bằng gỗ, nó khắc thủ công, chạm khắc bằng tay á. Đây một ngôi nhà sàn, một ngôi nhà kích thước là 17 cm, ngang 10, rộng 10 á, cao 11. Nó làm như có cái để mình hành cái hộp để mình đựng đồ nè. Nó mình mở ra được. Đây là đựng gì được nha. Nhà gỗ có mã là 1307, giá 300.000. Tiếp theo là một cây kéo tỉa, cái này mình tỉa lá cũng được. Chốt đồng nè, lưỡi còn nguyên, chốt đồng cán bằng thép, thép đó là em bén luôn. Mình cắt thử nè, đây cắt bén luôn, ngọt. Kéo tỉa có mã là 1308, giá 200.000. Tiếp theo là một cái máy sạc bình nha anh em. Máy sạc bình của Nhật nó dùng điện vào là 100V, xài điện 100V đó. Đây dây zin là 100V. Anh em cắm bình ắc quy 12V thì sạc lên, nó sạc bình ắc quy 12V. Đây thông số, mười hai volt 4A. Dòng này là cái chế độ này là kích bình 20A. Đây là thông số nó nè. AC 100V, 90VA. Đường ra là AC 12V 4A. Dòng kích khởi động là 20A. Đây, dây zin hết nha. Kẹp bằng zin luôn nè. Còn rất là đẹp luôn, đã test lên điện sạc vô bình luôn nha nè. Máy sạc bình có mã là 1309, giá bán 450.000. Tiếp theo là một cây bấm mở phe. Cái này nó mở phe trong nha nè. Mở phe trong, nó chuyên là mở phe trong của Super Japan.
mở ve trong, đầu rất là nhỏ luôn, đầu còn đẹp. Cái đầu này độ chừng 1mm 0.9, đầu nhỏ. Mở phe có mã là 1310, giá 250. Rồi, hôm nay có mấy món thì em xin kết thúc video nha. Anh em mua hàng thì liên hệ số điện thoại của em á 0334830843 hoặc là kết bạn Zalo. Còn em muốn theo dõi kênh thì bấm vô cái nút đăng ký kênh để khi mà có cái video mới thì nó báo về cho mình để mình coi kịp thời mua sớm. Rồi, cảm ơn anh em, hẹn em video sau nha.